Mãi mê chụp hình sống ảo, thiếu niên 15 tuổi rơi xuống vực sâu. Tối ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã giải cứu thành công một thiếu niên bị trượt chân xuống vực sâu trên bán đảo Sơn Trà. Theo đó, nạn nhân được xác định là bạn Lê Văn Huy Khánh, sinh năm 2007, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Vào khoảng 17:30 cùng ngày, Khánh và người bạn của mình điều khiển xe máy lên bán đảo Sơn Trà để chơi. Khi đến khu vực gần khu nghỉ dưỡng Intercation Tour Đà Nẵng trên Peninsula Resort, Khánh cùng bạn xuống xe ngắm cảnh và chụp ảnh. Do mải mê nhìn vào màn hình điện thoại, nam thiếu niên bị trượt chân, ngã xuống vực sâu khoảng 15 mét. Nhận tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường tiếp cận ứng cứu nạn nhân. Đại úy Nguyễn Văn Đông, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết đã dùng băng ca ròng rọc để đưa nạn nhân ra khỏi vực và bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc. Đại úy Đông cho biết thêm, do địa hình trên bán đảo Sơn Trà phức tạp nên công tác tiếp nhận hiện trường gặp nhiều khó khăn, nạn nhân bị gãy xương đùi bên phải và đã được lực lượng y tế sơ cứu kịp thời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.